Chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review về cái dự án Cheat IT. Đây là cái trong các chính thức của dự án này, cheatit.org. Thì cái bản sắc kỹ thuật số tức thời của Quất ẩn danh có thể chứng minh cho mọi người thấy đàn ông, phụ nữ, trẻ em và chứng minh bạn là bạn riêng tư, hay là công nghệ mới mang tầm kinh mạng làm việc với các định danh hiện tại. Thì ở đây có những con người nổi tiếng như Barack Obama, Christina Georgieva, Amina Omamed, Lee Jenji Long. Đầu tiên, phổ kỹ thuật số nhận dạng hệ thống để giải quyết thực sự thế giới nhận vấn đề. Các vấn đề trong thế giới thực sự như cái tìm hồ sơ của bạn khi bạn đang nằm ở đâu trong phòng điều hành của phòng nghiên cứu. Thì ở đây ID là cách đầu tiên và duy nhất trên internet để cho thấy rằng một con người thực tế là những người mà họ đang có. Nó thực thi một người một danh tính và bạn có thể xác minh cái danh tính trên biên giới bằng cái số nhận dạng thực tế như cái số giấy phép lái xe, địa chỉ, số điện thoại, tất cả cung cấp cho người việc định danh bất kỳ ai. Đây là cái video clip giới thiệu về cái dự án Cheat ID này, các bạn có thể xem. Thì ở đây nó có thể duy trì một cái vài cụm mật khẩu trong sử dụng nhiều cụm rồi để chứng minh bạn là ai với bất kỳ đâu. Thì sao có thể như thế được? Thì Cheat ID là một cái trình xác nhận không hiểu biết bằng sáng chế đang chờ các bằng sáng chế về thông tin nhận dạng cảm hứng lấy từ cái tâm linh học và toàn bộ cấu trúc của nó được đưa vào cái blockchain công cộng để nó không thể bị ấn tượng hoặc giả mạo. Ở đây là phần cơ sở tầng internet mà nó thế giới đang chờ đợi. Cách dịch vụ nhận dạng của Cheat ID ở đây có thể thực hiện như cái danh tính cho mọi người bao gồm tài chính hay là bỏ phiếu điện tử chống gian lận hay nhận dạng quốc gia an toàn hay mạng xã hội phân cấp, tích hợp dữ liệu và chia sẻ bản ghi nhận dạng bệnh nhân và hồ sơ sức khỏe, chống phòng chống tội phạm và khủng bố, hay là chống rửa tiền AML, hay cái KYC với an ninh của bạn, thương mại hàng hóa an toàn hơn, xóa dữ liệu chung hay dọn dẹp dữ liệu. Cách hoạt động của Cheat ID sử dụng một cái phần lược đồ mới lấy cảm hứng từ hình tam giác hình học, nó có mã định dạng phổ biến như mã hóa chúng, sau đó giảm cái nội dung thông tin của chúng xuống 20 bit hoặc ít hơn. Thuật toán nghiền này cho phép làm cái chúng ta gọi là bản sắc vector và thực sự là vòng cung của một cái biểu đồ nhận dạng khổng lồ. Thì ở đây có những cái thông tin về cái nhận dạng cá nhân được thu thập được của từ Cheat ID. Các bạn có thể xem về cái dự án này. Thì Cheat ID này cũng có một cái ID token, mã thông báo. ID là một cái thành phần cơ sở tầng mã hóa của Cheat ID này. Và mỗi thông báo có thể có mang một cái tập hợp các cung hoặc các gạch, các đường kết nối với sự kiện trong cơ sở dữ liệu chuỗi khối Cheat ID toàn cầu. Thì chương trình Bounty Cheat ID được quản lý trả tiền để xây dựng cái cơ sở dữ liệu kiểm tra nhận dạng toàn bộ cầu miễn phí trong cái blockchain và trở thành một phần của sinh thái dạng giá trị 380 tỷ đô. Thì 380 tỷ đô với hệ sinh thái mã thông báo này thì làm việc với một người quản lý Cheat ID thì các dịch vụ nhận dạng này sẽ cần một cái mã thông báo dự trữ, và thay vì cái liên tục mua chúng trên thị trường mở thì nó có ý nghĩa rằng họ nên giao dịch với cái thẻ khi có thể. Vì vậy thì họ sẽ khuyến khích mọi người và các tổ chức tiêu thụ với các dịch vụ nhận dạng đó để giao dịch cái các mã ID này. Thì đây là một cái vòng tròn mạnh mẽ và đó là cái lý do mà chúng tôi nghĩ rằng cái thì ID có thể có trở thành một cái cửa hàng giá trị cho cái nền tảng kinh tế cái dịch vụ nhận dạng trực tuyến này. Thì đây là roadmap lộ trình của dự án này, các bạn có thể xem qua đây. Thì năm 2018 này thì 14 tháng 5 bắt đầu tham vấn cộng đồng và 1 tháng 6 bắt đầu bán trước, 1 tháng 8 chương trình sandbox bắt đầu, 15 tháng 8 ứng dụng cá nhân được phát hành và 2018 bắt đầu cái phiên bản ăn beta Algonquin. Mùng 3/9 là sự kiện thế hệ mã thông báo, mùng 1 tháng 11 bắt đầu tại trước cái cơ sở dữ liệu công khai, mùng 1 tháng 3 năm 2019 thì ứng dụng tài trợ viện trợ mở, 8 tháng 3 2019 kết thúc sớm nhất để bắt đầu mùng 2 quý 2 2019 thì lại được 3 tỷ danh tính, quý 4 2019 thì hồ bơi tiền thưởng của người quản lý đã cạn kiệt, quý 4 2020 là nhà nước ổn định hệ sinh thái. Những con người của cái án này các bạn, những con người về có cho cái dự án này về cố vấn hay thành lập của dự án này, các bạn có thể tham khảo trên các trang LinkedIn của dự án này của họ, như kiến trúc sư trưởng và CTO là Stephen Zhang, cán bộ đồng thuận là App Clinton, giám đốc hoạt động là Ritu Steely, nhà phát triển Java và cao cấp là Kenny Omiping, thiết kế và giao diện người dùng là Aden Talo, trưởng phòng kỹ thuật của Wix là Julius Kardia, API trưởng nhóm Android là Kirin Zara Chendo, quản lý cộng đồng là Kenan Lok, nhà phát triển iOS là Kevin Sanalo, cố vấn trực thực thi pháp luật là Steven Holder, cố vấn bầu cử điện tử là Nathan Sataro, cố vấn mật mã và cố vấn là Vijay Vilasan, tư vấn dữ liệu y tế cá nhân là Iran Khat, cố vấn rủi ro là Jamie Zhu,
Đối tác partner của dự án này gồm có Patnexu, hệ thống đối tác là Aerobe.io, Advanced Cyber Security Engineering Research Center. Tìm hiểu thêm về cái ứng dụng của cá nhân TrickID thì các bạn có thể tải trên cái App Store hay Google Play Store. Thì chắc ID cá nhân để ứng dụng cho phép bạn khẳng định danh tính của bạn và đảm bảo tính chính xác của thông tin quan trọng của bạn. Bạn có thể mua cái mã ID với trong cái kho hàng ứng dụng này. Thì đây là định giá thẻ ID thì giá trị nhận dạng thẻ bao nhiêu. Thì ở đây nó sẽ có khả năng trên Facebook đã mua Instagram với giá 28 đô một người dùng và trên WhatsApp với giá là 42 đô cho người dùng, đó là gần 5 năm trước. Thì hiện tại cái giá này nó cho thấy 50 đô một ước tính tỷ lệ về cái giá để bản sắc tổ, số và có những cái sử dụng và cách tính toán con người. Các bạn có thể xem và tạo trên giá trị trên forum ở dưới đây. Vì ID token nó là một cái nền tảng mã hóa điện tử, là công cụ mạnh mẽ để ảnh hưởng đến cái hành vi và hoàn thành công việc. Thì sức mạnh này thậm chí còn mang tính cách mạng hơn so với công nghệ blockchain và làm cho nó có thể. Tuy nhiên, việc cái dự đoán hành vi của nền kinh tế mã thông báo theo thời gian này, một thách thức mã thông báo hoạt động như tiền hoặc đảm bảo tạo ra một cái mô hình đơn giản giống như cái mã thông báo để sử dụng thực tế nền kinh tế mô hình hóa và quản lý nhiều hơn. Về cái phần tư vấn cộng đồng thì khoảng thời gian 6 tháng dẫn đến cái sự kiện chương trình Bounty ID đầu tiên đã xảy ra diễn ra với giai đoạn xây dựng cái cộng đồng thuận chặt chẽ giữa các bên liên quan đến ID token và các bên liên quan khác. Các bạn có thể thảo luận trên cái forum của Chigit trên ORG này, hay bằng chứng minh nhận dạng mạnh mẽ, hay xác minh xác quyền sở hữu danh tính, hay vấn đề bộ lọc từ điển đảm bảo tính vẹn toàn của dữ liệu, hay hướng tới cái audit danh tính, xây dựng blockchain audit. Đó, các bạn có thể xem trên cái forum của Chigit.org này. Tại sao cái trick audit lại khác với sự khác biệt lớn nhất của trick ID và bất kỳ cái công nghệ nhận diện kỹ thuật số nào khác thì dựa trên blockchain hay cách khác? Là trick ID cho phép thông tin nhận dạng cá nhân PII được lưu trữ an toàn và sử dụng ở nơi cộng đồng. Với PII của nó có thể kiểm tra được cái công khai và xác thực nó chỉ đến một hoặc chỉ một danh tính cho mỗi người. Còn đặt nó trong cái blockchain cộng đồng hay nghĩa là nó có thể giả mạo, nó có thể duy trì bởi sự đồng thuận và rằng nó có thể gọi là bởi tất cả mọi người. Các bạn có thể so sánh trick ID với cái một vài công nghệ dựa trên khóa công khai như Sovereign Civic hay UPOT có những cái đặc điểm điểm mạnh nổi bật. Và cái những cái bảng thuật ngữ ở dưới đây các bạn có thể tham khảo với các dịch vụ quy định của cái dự án này, như cái tự động ẩn danh biết khách hàng của bạn như KYC hay chống rửa tiền AML hay phòng chống tội phạm và khủng bố, chăm sóc sức khỏe, nhận dạng bệnh nhân và hồ sơ y tế, hay tích hợp dữ liệu và chia sẻ hồ sơ sức khỏe, bảo vệ môi trường tiêu dùng như thương mại ngang hàng an toàn hơn, hay xã hội tốt với danh tính cho mọi người và bao gồm các tài chính, bỏ phiếu điện tử chống gian lận, hay tự do cá nhân, nhận dạng quốc gia an toàn và mã xã hội phân cấp tổng công ty như xóa dữ liệu chung hay dọn dẹp dữ liệu. Các bạn đều có thể sẽ theo dõi cái dự án này trên forum của dự án này, hoặc các bạn cũng có thể theo dõi cái dự án này kết nối với chúng tôi qua các trang mạng xã hội như trên Twitter hay là Medium hay YouTube, LinkedIn, Reddit, Facebook, Instagram. Hoặc các bạn có những câu hỏi thắc mắc về dự án TrickID này, các bạn có thể gửi về hòm thư mail inform@trickid.org. Thì đây là cái trang web chính thức của cái trickid.org này, các bạn có thể theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về cái dự án này. Thì trên đây là cái video của mình review cái dự án TrickID, bản sắc kỹ thuật số tức thời phổ quát ẩn danh và có thể chứng minh cho mọi người thấy cái danh tính của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.